có ưng không? Hãy nói cho xong, hãy nói cho xong, kẻo ngại lòng, kẻo ngại lòng, đây chưa rõ đó, đây chưa rõ đó, có ưng không? Trời ơi, hay quá, hay quá, hay quá. Tình Ngân nói đi, nói ưng không, nói là cô đi. Nói đi. Anh... anh cũng chương trình đáp lại với em là anh cũng ưng như vậy. Anh cũng ưng với lại. Dạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu cho bên nhà gái biết. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hùng Tăng, năm nay 38 tuổi, thì hiện đang công tác tại Ủy ban phường 10 quận 5. Em làm công việc gì? Dạ em làm bên chuyên trách tệ nạn xã hội thuộc Lao động Thương binh Xã hội phường 10. Mình giới thiệu đi cơ. Em chào chị Hồng Vân. Okay. Em chào anh Quyền Linh và chào nhà trai và chào tất cả các khán giả có mặt tại khán đài. Em tên là Lê Thị Ngọc Anh, năm nay em 36 tuổi. Hiện thì em đang làm nhân viên hành chánh. Em cũng sinh sống tại quận nhất. Tức là cụ thể em làm gì em gái? Em làm tuyển nhân viên và giống như là quản lý những cái hồ sơ của khách hàng cũng như là hồ sơ của nhân viên ạ. Xin giới thiệu em, chàng trai bên đây quản lý những người cai nghiện đó em. Quản lý những người cai nghiện đó em. Cần không đưa một số hồ sơ cai nghiện qua. Bên đây người ta điều tiết bên bảo vệ. Thành ra là hai bên cũng có thể kết hợp được. Được mà, đưa một số người cai nghiện qua làm bảo vệ. Dạ đúng người rồi. Ta hoàn lương rồi, mình đưa qua để giúp người ta có công việc, người ta trở lại với cộng đồng, hòa nhập cộng đồng quá tốt luôn. Bây giờ mình giới thiệu một chút về điểm mạnh điểm yếu đi, mời nhà gái. Về điểm mạnh của em thì là chắc em làm ở mảng hành chánh nhân sự. Thì là em có cái là em vui tính, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Nhưng mà điểm yếu của em thì là giống như những người phụ nữ khác đi ha. Thì em là hơi nhõng nhẽo nè, mít ướt nè, hay giận, giận hờn vu vơ à. Không biết là đàn trai có chịu được cái tính này của em không ạ? Được không? Dạ được. Được, nói lớn cho bạn gái biết đi. Dạ được. Trời, người cai nghiện mà ta còn lo được mà. Nhõng nhẽo ăn thua gì đâu. Tao sẵn bệnh nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu đi để cho bên đây người ta nghe coi làm sao nè. Điện nước thì em làm được hết, còn điểm yếu của em thì em ít nói. Em hỏi tí xíu được không ạ? Dạ, anh làm cũng có tiếp xúc với lại những cái hồ sơ đúng không ạ? Nhưng mà anh nói anh ít nói vậy, về thí dụ là em với anh có gặp nhau thì anh ít nói vậy thì anh làm cái gì ạ? Làm gì nói đi. Hỏi xoay đắp xoay. Đó. Thì mình ít nói thì mình hành động. Hành động gì ta hỏi làm gì đó nói cho em. Dạ. Ví dụ em hành động gì? Bạn ở quận nhất thì cũng gần bên thì cứ đi xem phim hay là đi đây ra Vũng Tàu thì đi tắm biển này kia đâu. Thường là đàn ông mà đi chơi những ngày đầu gặp gỡ đó là người ta sẽ nói nhiều. Này kia nọ, giờ em không nói, giờ bạn muốn hỏi lại. Thay gì? Vào đó bằng những hành động gì? Em nhắn tin. Em nhắn tin. Ngồi cái bên nhắn tin gì nữa? Hai người đang bơi dưới biển nhắn tin hả? Ngồi cái bên nhắn tin gì nữa? Nó ra biển nhưng mà nhắn tin trời. Có cách nào không? Dạ thì cũng không nói được, cũng phải cố gắng để nói. Cố gắng hả? Dạ. Ví dụ hai người vô rạp coi phim nè. Đó, rồi em không nói gì chứ á. Rồi cổ muốn em nói gì đó là em không nói, rồi giờ em làm gì? Nắm tay. Hả? Nắm tay. Nắm tay thôi hả? Dạ. Không, mà vô rạp coi phim là không được nói rồi. Bây giờ tí dụ cái khác, ví dụ như ông uống cà phê đi. Ông lẽ giờ ra nhìn nhau hoài vậy. Đúng không? Dạ. Giờ làm gì? Nhắn tin. Nhắn tin. Dạ, ví dụ thì cái đó là... Ê, em... Cưng quá à. Dạ. Nhìn cưng quá à. Không thèm nói gì á, nhưng mà em cứ nhìn xoáy vô mắt em hấp im á. Dạ. Mắt em hấp im vậy nè. Đó, ví dụ vậy. Xong bà nhìn... bỏ đi về luôn. Nhìn là người ta bối rối là người ta phải nói. Dạ. Chắc chắn cô kêu nè, anh làm gì nhìn em hoài hả? Dạ. Không, nở nụ cười đều giả rồi. Đó, ví dụ vậy đó. Thiệt, chị nói thiệt. Dạ. Nếu mà em ít nói. Cô gái bên này dễ thương lắm luôn á. Chị nói nghiêm túc luôn. Để ngồi hai. Em gái nhớ hồi hỏi lại cái câu đó nha em. Em ít nói làm đẹp gì đẹp gái nha. Mà có duyên mà đẹp lắm đó. Mà chàng trai bên đây cũng thua gì đâu nha. Xứng đào xứng kép luôn á. Rất là đẹp trai luôn. Em trai có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em có hai mối tình rồi. Mối tình đầu thì có vợ kết hôn, cũng hai đứa con. Có hai đứa con. Bây giờ thì chia tay rồi. Thì mối tình thứ hai em thì cũng có quen được mấy tháng rồi chia tay. Dạ. Cả hai lần đều lý do là vì sao? Lần đầu thì vợ thì có làm công ty rồi, giống như là có qua lại với cái người trong công ty á, thì em biết được em không thích thì em cắt đứt luôn. Còn người thứ hai thì chúng ta cũng còn lựa chọn á chị. Rồi em thấy vậy thì nếu không hợp thì mình chia tay thôi. Em chủ động chia tay đúng không? Cái người ít nói không phải là người ta không ấy đâu. Người ta đang ngắm nhìn mà người ta coi rất là kỹ, để ý luôn á. Thấy không? Em nhưng mà em ly dị vợ rồi, hai đứa con nó ở với ai? Đang ở với mẹ nó. Với mẹ hả? Dạ. Mỗi tháng mình có chu cấp cho có, con? Có đóng tiền tiền học, tiền kia cho trẻ bé.
Rồi, thôi coi như là mà mình gian dở một lần đò đi ha. Đi bên đây nè, bên đây để tôi hỏi bên đây nha. Ông có muốn qua coi mặt đàn gái hỏi không? Trước coi, coi làm sao. Đây đàn gái tôi hơi bị nghe là chảnh đó nha. Hỏi nhà gái coi bên đàn trai đã lỡ một chuyến đò rồi, đàn gái có suy nghĩ gì không? Thật sự là em bên đây cũng là lỡ một chuyến đò giống như là bên đàn trai. À, đồng cảnh ngộ. Dạ, như là đồng cảnh ngộ ạ. Em có con chưa? Dạ, em có một bé trai. Một bé là sống với mình. Thì hiện tại bé năm nay 6 tuổi đang sống cùng với em và bà ngoại. Sau cái cuộc hôn nhân đó thì em có mối tình nào khác nữa không? Con mình còn nhỏ quá. Thì là lúc đó là mình lo làm, lo chăm con. Nên là cũng không có thiết tha gì với những mối tình đó. Ví dụ giống như là cũng có người đến làm quen thì mình cũng tạo cơ hội đi cà phê, đi xem phim và đi ăn với nhau. Tuy nhiên thì thời gian mà để gặp nhau nhiều thì không có. Và em cũng dành thời gian để chăm con em nhiều hơn. Thì từ từ cái tình cảm nó không đi đến đâu. Tan lạc đi. Dạ đúng rồi ạ. Đó, ông đó, muốn hỏi gì em? Dạ em chào. Gái xinh quá nha. Nói chung là người ta nói hồng nhan là bạc mệnh. Bây giờ nó mới rồi, nó thay đổi rồi. Hồng nhan bạc kiểu. Hồng nhan bạc kiểu. Ừ, câu đó được. Mình đẹp mình có quyền. Hồng nhan bạc kiểu. Ừ. Ha. Dạ em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng như thế nha. Mẫu lý tưởng của em sắp tới em hướng về như thế nào? Em hy vọng là người đàn ông đó thì là hướng về gia đình nhiều hơn. Tại vì bây giờ cái độ tuổi của em thì cũng không có còn trẻ trung nữa ạ. Thì với lại em mình phải tự tin còn trẻ. Dạ dạ, cũng phải là có cái khả năng chung tay lo lắng cho gia đình đúng, đúng không ạ? Đúng đúng, cái dạ, này đó rất là quan trọng. Cái điều em mong muốn ạ. Đúng rồi. Có mong muốn về thương con em không? Dạ có ạ chị. Điều đó dĩ nhiên. Bây giờ thí dụ giờ là em với cô này có tiến sang nữa thì em có lo được cho mẹ luôn, người con luôn không? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Rồi hai người nếu mà lấy nhau thì về ở đâu? Thì ở chung với mẹ, còn nếu không ở chung thì ở riêng. Riêng có chỗ ở không? Có, mẹ có cho nhà. Có luôn hả? Anh thấy bạn trai là ổn định rồi đó. Có thể lo cho mẹ con em được. Được dạ, chưa? Dạ. Rồi còn em bây giờ mình muốn mẫu người lý tưởng như thế nào? Thích là người phụ nữ bình dị với lại biết chăm sóc cho gia đình, có gì thì hai đứa mình thấy là bàn bạc rồi nói với nhau. Đúng rồi. Dạ. Đừng có nhắn tin này kia. Dạ. Đúng không? Bên đàn trai có thể cho em hỏi được không ạ? Ví dụ như là em nghe những cái chia sẻ của bên đàn trai thì là muốn là người phụ nữ là phải là chăm lo cho gia đình, nhưng mà giả sử em không có thích ở nhà, em thích đi làm thì sao ạ? Có được không được ạ? Không? Em thì dạ, em không có thích ở nhà. Được được, bạn trai nói được. Em cũng không có kén cá chọn canh, nhưng mà thật sự để mà mình tôn trọng người phụ nữ của mình, người đàn ông khi mà tiếp xúc với mình là phải sạch sẽ chứ, đúng không ạ? Không bắt buộc phải là nước hoa, nhưng mà đáng ra là mình phải sạch sẽ cái mùi mồ hôi cơ thể của mình chứ, đúng không ạ? Bản thân em khi đòi hỏi người đối diện của em như vậy thì bản thân em cũng sẽ làm như vậy. Không lẽ gần người mình yêu thương mà dơ giấy rồi hôi hám. Dạ. Đúng không? Đừng có lo. Anh thấy rằng bạn bên đây rất là đẹp trai luôn. Em cũng rất là xinh gái luôn. Dạ. Hai người hợp ngày hôm nay đó. Dạ, con thích bày hài với lại bê bối. Thích vậy là, gọn gàng, sạch sẽ. Vậy là chắc chắn rồi, yên tâm. Dạ. Bạn này bên đây vẫn đòi hỏi mình như vậy. Đúng mà rồi. Thành ra là bạn cũng sẽ như vậy. Thôi vậy khỏe rồi. Mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Dạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với em trai với mấy chị đồng nghiệp trong cơ quan. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồng Hiền, em trai của anh Tăng. Em ruột luôn phải không? Em ruột. Em thấy cái chị bên đây thì cũng được, cũng xinh, dễ thương, nói chuyện thì cũng lịch sự. Thả đến đây thì giống như là mình đã có duyên rồi. Mong hai người cuối cùng bấm nút. Em trai có lô tách với anh trai rồi đó đúng không? Chúc là kêu bà nháy vậy là coi như hồi bấm đó. Đúng không? Còn bên đây sao mình đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em ạ. Hai, chào cô. Chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Bạn trai của anh. Con nó lớn, đến tuổi này nó lớn rồi, nó biết lựa chọn. Là tùy theo con chọn sao thì tôi chịu vậy. Nhưng mà mẹ có cảm tình với bạn bên đây không? Dạ cũng có cảm tình, từ có công ăn chuyện làm, cũng nói chuyện cũng thấy hiền. Mong đừng có đổ dở nữa. Dạ. Mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi em. Dạ dạ. Thì bạn gì mong son với lại mong em xinh đẹp dễ thương nha. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi đưa đây, đưa chị cầm con Pikachu cho. Dạ. Rồi em mở coi cái hộp nhỏ này là gì. Dạ son ạ. Son hả? Em coi cái màu em có thích không? Dạ, cái màu này thì phụ nữ là ai cũng thích, tại vì nó là cũng là màu đỏ rất là dễ sử dụng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Dạ thì hôm nay em đến đây có một cái thiệp tặng anh, những cái suy nghĩ trong lòng của em ha, cũng như là em tặng anh một cái món quà nhỏ này coi như là lần đầu mình gặp mặt. Dạ cảm ơn em. Hy vọng là anh thích ạ. Quà gì mở ra luôn cưng. Dạ cờ quá. Dạ thì anh làm ở nhân viên văn phòng thì em nghĩ là cái này nó cũng sẽ phù hợp với anh ạ. Cà vạt hả cưng? Dạ. Anh biết đeo không? Dạ anh biết đeo không ạ?
Tưởng bạn gái biết đeo thì đeo cho bạn bạn nam dạ đi. Tại vì em thì cũng là một lần đò, nhưng mà thật sự thì em cũng quen bạn trai không có nhiều, nên là cái này chắc từ từ em học hỏi nha. Không sao, học từ đây tới ngày cưới được em kịp sao đâu. Không rồi, các bạn về vị trí đi. Dạ. Cái thiệp đó bạn gái có tặng cái gì trong thiệp không? Dạ thì trong thiệp thì em ghi câu thơ. Câu thơ hả? Dạ. Mở ra coi đọc cái bạn gái viết cái gì trong đó. À em nghĩ cái này á, là em đọc thì nó sẽ hay hơn. Rồi, hay quá. Ví dụ bây giờ em có thể em đọc anh cảm nhận nha. Thì anh có thể là anh mở ra anh xem ha. Thì bây giờ em xin đọc cái bài thơ em gửi tặng cho anh ha. Có ưng không hãy nói cho xong, hãy nói cho xong, kẻo ngại lòng, kẻo ngại lòng, đây chưa rõ đó, đây chưa rõ đó, có ưng không. Trời ơi, hay quá, hay quá, hay quá. Ừ, ngừng nói đi, nói ưng không, nói là cô đi. Nói đi. Cũng chương trình đáp lại với em là anh cũng ưng như vậy. Anh cũng ưng với lại. Dạ, anh cũng hát bài tặng em. Dạ. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thân tiến bên em lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Này em yêu ơi, tình anh ngang lời muốn nói rằng anh yêu em. Eo ô eo, yêu em nhất trên đời. Eo ô eo, và chỉ mình em thôi trong đôi mắt anh trao. Cái câu hay nhất là mình yêu nhau đi. Eo ô eo. Nhớ nha. Rồi, nắm tay luôn vậy đó hả? Nói gì nữa đi. À, nãy là anh nói là có thiệt không ạ? Thiệt. Ở đây rất là nhiều người làm chứng nha. Lần đầu gặp á, thì là không có khẳng định chắc chắn được là yêu hay thích, chỉ có ưng hay không ưng thôi, đúng không ạ? Thì là em hy vọng là sau cái chương trình này á, thì em với anh có cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn, đúng không ạ? Và cũng giống như cái tấm thiệp của em á, thì anh có thể nhìn đó là cái tấm thiệp giống như cái thiệp hồng, đúng không ạ? Thì là em hy vọng là mình cũng tìm được một cái đối tượng nào để mình có thể là ghi tên cùng nhau, ghi tên vào cái tấm thiệp như vậy ạ. Anh hỏi thật nha. Trái tim em có rung động chưa? Dạ, có. Em có thấy cảm giác thích người đối diện nhiều không? Dạ, thích. Cưng dễ sợ không? Cưng quá. Em có mong muốn người đó về chung mình một nhà không? Dạ, muốn. Rồi, tất cả những điều đó em nói một câu với cô ấy đi. Anh cũng mong muốn là sau chương trình này thì anh với em sẽ về chung một nhà. Cũng bởi vì anh? Bởi vì anh thích em. Về chỗ liền. Đó. Mình phải nói lúc gì vậy? Lúc đầu là ta nói ưng đó, bây giờ là ta nói thích luôn. Chứ không phải nhắn tin nha. Tất cả đôi đây, khi đây, tìm nút cần phải nói như thế. Em nha. Rồi để tay vô nút bấm đi em, thôi lên đó. Bên đây cưng. Thời cơ đã tới nào. Em gái suy nghĩ cho kỹ. Quan trọng là do em đó. Đàn trai chúng tôi ưng hết rồi. Bấm luôn rồi, thôi khỏi nói nữa. Bấm luôn rồi. Giờ đàn em đàn gái có bấm không này, nói tiếng một. Một, hai, ba. Bấm luôn. Được rồi đó. Dạ. Tay đi. Rồi bây giờ có mẹ ở đây nè. Em hứa với mẹ đi cho mẹ yên tâm. Dạ con chào ba. Còn má luôn đi. Má con sẽ hứa sẽ lo cho Ngọc Anh. Lo cho một mình em thôi ạ. Lo cho Ngọc Anh và con Ngọc Anh. Dạ con xin phép bác. Lo cho dạ, cho bác nữa. Và xin phép bác cho Hùng Ngọc Anh. Dạ con xin phép bác cho con Hùng Ngọc Anh. Rất chân tình. Hôm nay là một ngày rất là đẹp và rất đáng nhớ với hai em. Mong rằng chúng ta sớm về chung một nhà và chăm sóc mối tình đó để được thăng hoa thành một hạnh phúc trọn vẹn. Dạ, có dịp con tiếp mời cô Huyền Linh ạ. Mời cô Huyền Linh ạ. À, em xin lỗi. Dạ, em rung quá. Dạ, có dịp xin phép mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ, đến với em ăn bún chả cá. Okay. Dạ. Vậy là okay. Hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Mời quý vị tiếp tục cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Đẹp quá. Ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, với lại chào toàn bộ quý vị khán giả và chào bạn nữ. Em là Phạm Văn Nghĩa và đến từ Nha Trang, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang. Năm nay em 28 tuổi.
Quang làm gì? Quang Nghĩa làm gì? Dạ em ở Nha Trang thì em cũng tự kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì Nghĩa? Em kinh doanh về nhà nghỉ với lại quán hải sản. Dạ, với lại kinh doanh bất động sản nhà nhà. Trời ơi, nhưng mà nhà gái. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, nhà đàn trai và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyên, tên đầy đủ là Trần Thị Trúc Nguyên. Dạ, năm nay em 29 mùa lá đổ, chưa một lần nắm cổ tay ai. Chưa một lần nắm cổ tay ai luôn. Dạ em đọc cho trôi vần cô. Em đến từ Phú Yên, xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. Hiện nay thì em đang là nhân viên kinh doanh một nhà hàng tại thành phố Tuy Hòa. Ngoài ra thì em có làm thêm công việc là hướng dẫn viên địa phương tại Phú Yên. Ồ vậy hay hả? Quá. Dạ. Cũng hợp lý ha. Dạ nhưng mà em thì là quê ở Phú Yên. Quê Phú Yên luôn. Dạ. Hỏi coi ở đâu. Bạn nữ Phú Yên ở Tuy Hòa luôn hay là ở đâu bạn? Dạ em ở Tuy Hòa luôn anh. Mình ở Sông Cầu. Đúng rồi, nói tiếng Phú Yên đi, em nói được không? Dễ thương lắm luôn á, tiếng Phú Yên á. Dạ có dịp con xin phép mời cô Huyền Linh về. Mời cô Huyền Linh về. Em xin lỗi. Dạ em rung quá. Dạ có dịp xin phép mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ đến Phú Yên em ăn bún chả cá. Okay. Dạ. Vậy là okay. Hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Dễ thương ha. Bây giờ bạn trai giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình cho nhà gái biết đi. Em thì kinh doanh cho nên điểm mạnh của em thì là có một chút quyết đoán, sống tự lập được. Em cũng có tài lẻ là ca hát. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói nhưng mà hay hành động nhiều hơn. Hành động ừ. Được á, anh hồi nãy không có hành động, anh nhắn tin không à. Mình nói điểm mạnh điểm yếu, mình nói tiếng Phú Yên đi. Dạ, điểm mạnh của em là người vui vẻ, tốt tính, khá là hoạt bát. Dạ. Đôi khi hơi tưng tửng chút xíu nhưng mà em cũng là người biết quan tâm và chia sẻ. Về điểm yếu thì em bị thiếu tính quyết đoán. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính tình cô. Còn có vài tìm hiểu thêm vài bạn, vài mối tình vụn vặt. Dạ. Bây giờ 2 mối tình chính của mình là kéo dài được bao lâu? Cái đó em không biết có được gọi là mối tình hay không. Nhưng mà cái đó gọi là người ta nói là tình đầu cô. Cái đó là tình đơn phương thôi. Nhưng mà thật sự là em rất là ấn tượng với cái mối tình đầu của mình. Đơn phương mấy năm? 5 năm cô. Đối phương không biết luôn á? Dạ không biết luôn. Wow. Em còn không biết là đến bây giờ anh đã có biết hay không nữa. Ồ vậy đó hả? Là mối tình thứ 2 thì được 1 năm cơ. Tụi em cũng quen xa rồi, lúc đó em cũng còn trẻ, nói chung suy nghĩ cũng chưa chín chắn. Mời nhà trai. Nhà trai mấy mối tình? Em thì tính chính thức thì em cũng có 4 mối tình rồi. 4 mối là chính thức. Ít nhất là mấy tháng? Dạ, ít thì cũng 5 đến 6 tháng. 5? Dạ, nhất là gần 3 năm. Trời ơi. Trong thời gian đó thì em cũng mới đang đi học với lại cũng mới ra trường đi làm, cho nên là cũng mình cũng ít biết quan tâm đến đối phương. Mình phải rút kinh nghiệm nè, đàn ông là phải quan tâm chăm sóc cái mối tình đó. Nhiều lần thì hai người cũng không có tìm được điểm chung hay bất đồng quan điểm với nhau á, cho nên thì cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Thì khi đó thì em cũng tức là khi buồn thì em hay đi chơi với bạn bè này kia, cũng lâu lâu thì cũng có nhắn tin với bạn kia thì làm người nữ buồn hơn, thì cho nên là không chấp nhận được. Đúng rồi, mình đang quen người ta đi nhắn tin ta buồn, đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha. Chào con, trẻ măng nha. Nãy 29 hả? Dạ. Bên đây 28 hả? Dạ, 28. Ủa vậy đây lớn hơn tuổi hả? Dạ. Vậy đây tưởng đâu đây lớn hơn đây chứ. Sao vậy chứ? Hả? Tại thầy trẻ quá. Dạ, bên đây dầm nắng dậy mưa đi bán đất đai rồi đó. Nó hơi đen chút thôi. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Ủa bên đây 28 ta kia bằng anh, 29 kia bằng chú. Sao nó sai rồi ta? Dạ vậy để em đổi. Em đổi ra thôi, muốn kêu thì kêu chú bác gì kệ đi. Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em là cao khoảng 1m67 trở lên. Ủa sao ngang từ 67 vậy? Dạ, ngoại hình dễ nhìn. Dạ, và tính tình thì vui vẻ, hoạt bát cũng được chứ. Mà trầm tính cũng được, tại vì người con kiểu dễ tính. Dễ tính. Dạ, nhưng mà anh đó phải là người biết quan tâm, chia sẻ một xíu. Và lại là ảnh nên có tính quyết đoán với con, tại vì con ít có quyết đoán lắm. Con có nói là anh quyết đoán đó, không? Dạ, và không gia trưởng, trung thủy là được. Được không? Dạ được, cái đó là cái cũng là điểm mạnh của em. Vì... điểm mạnh vậy tốt rồi. Thích 1 muối hay 6 muối? Dạ đương nhiên 6 muối, 6 muối tốt hơn rồi. Dạ. 6 muối lớn tuổi nó cũng dồn về muối à. Thôi bây giờ mình hỏi ký người thân đem trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em là bạn Bảo Thái. Vâng, chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, cũng như là chào bạn nữ cũng như là tất cả khán giả trong trường quay. Con thì chơi chung với Nghĩa chắc là trên dưới 15 năm. Bạn nữ thì rất là dễ thương, hoạt bát. Với cái tính quyết đoán của Nghĩa thì con nghĩ hôm nay bấm nút không là thuộc về Nghĩa. Nhưng mà dù Nghĩa lựa chọn như thế nào thì cái nhóm của tụi con có 7 đứa thì sẽ luôn ủng hộ Nghĩa hết mình. Rồi Cưng đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em gái. Lời đầu tiên xin chào hai MC Quyền Linh, Hồng Vân. Xin chào nhà trai, xin chào cháu trai. Xin chào trường quay. Mình là mẹ của con gái Trúc Nguyên.
Mẹ có nhận xét về bên bạn trai, về ngoại hình thì cũng ưa nhìn. Nói chung là những cái tính mà bên bạn trai đưa ra thì nó có những cái ý mà có thể bổ sung và tương đồng với con gái. Hai con ấy là cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Mẹ luôn ủng hộ con gái và tin tưởng vào quyết định của con. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào nha. Bắt đầu. Hồi hộp với cô. Bắt đầu đi em. Rồi, mình đứng lên trao quà nào. Cái hay nhất mà rào vừa mở liếc qua coi cái người mà là mấy chục năm mà chưa gặp đó. Anh cảm ơn quà dễ tặng. Thương đẹp quá. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn em. Em thì em 29, là sinh năm 91 hay 92? Dạ 91 ạ. Anh 92 ạ. Dạ anh 92. Không làm cha thì cứ làm anh đi chị. Đúng rồi. Nói thiệt ra là nhìn là tưởng là chú dắt cháu đi chơi đó. Nói cho chú biết. Chú tưởng chú trẻ lắm hả chú? Không, em cũng không nhận em trẻ. Em đa số là bạn em thì không ai nghĩ là em là sinh năm 92. Bởi vậy chú cứ mạnh dạn cho xưng anh đi. Dạ. Hả, em thấy em gái thế nào? Dạ. Bạn gái thì cũng dễ thương và nói chuyện thì cũng tương đối là ngọt ngào. Và đặc biệt là ở cùng Phú Yên với em thì cũng gần. Em sống Nha Trang nhưng mà ra Tuy Hòa thì cũng gần. Chạy qua Đèo Cả là tới. Bạn gái cảm nhận dạ. Con trai thế nào? Dạ thì em đúng là hơi lớn hơn so với tuổi của anh. Dạ, nhưng mà chắc là do anh làm phong việc ba nhiều mà. Dạ. người của công việc dân làm ăn mà phong ba bảo táp. Nhưng mà em thích người già như anh không hay là thích người trẻ? Dạ sao còn như em có giới thiệu là chỉ cần tình cảm mà cảm thấy tốt là được chứ em cũng không quá quan trọng về mặt ngoại hình. Vậy là anh cũng từ Nha Trang vào đây quay. Đúng rồi, anh mới vào tối qua. Hỏi đi bằng gì? Chúc mình về chung. Em đi gì vào? Dạ em bay từ Tuy Hòa vào. Khi nào em về? Dạ thứ bảy em về. Dạ. Là ở tranh thủ ở lại chơi hả cưng? Dạ em ở lại ngày chơi cô. Dạ em thì cũng chưa tính, có thể sắp xếp được. Rồi bây giờ mình bàn tới đi. Khoảng bao lâu kết hôn được, hỏi đi em trai. Nếu mà quen nhau thì em dự định có cần phải thời gian không hay là niềm tin đủ lớn là được? Niềm tin đủ lớn là được. Dạ. Còn 1-2 tháng không thành vấn đề. Dạ đúng rồi. Thì anh cũng vậy, anh cũng nói chung là khi mà hai người yêu nhau rồi chấp nhận được nhau là được. Tại vì tình yêu thì theo anh quan niệm là nó không phải là 1+1=2 và nhưng nó là 0.5+0.5=1. Cho nên là khi hai người cảm thấy chấp nhận được những tính tật, các tính các tật này kia thì mình có thể đi đến kết hôn được chứ không quan trọng về thời gian. Dạ. Lúc nãy tại vì em run quá nên em quên, nhưng mà em có cái khuyết điểm là em không có được đảm đang lắm. Em không biết là anh có thích con gái mà không được đảm đang không? Là kinh doanh, nhân viên kinh doanh nhà hàng nhưng mà không đảm đang lắm hả? Dạ. Thì nói chung cái đó thì có thể học được chứ cũng không quá quan trọng lắm. Ví dụ như anh nghĩ sao về việc chia sẻ công việc gia đình với người vợ nếu sau này? Cái đó thì anh cũng sẵn sàng thôi, nếu mà hai người yêu nhau cưới nhau rồi thì cái đó sẵn sàng thôi chứ không quan trọng được. Giao luôn một gì đó, hát tặng bạn gái cái gì đó. Rồi, bắt đầu. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên mang riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời.
rồi mình đáp lễ lại luôn luôn con. Em cũng gửi tặng một bài hát đáp lễ. Thật ra thì em có chuẩn bị một bài hát nhưng mà lại là về Phú Yên nữa. Trời, nắm tay cho đi. Dạ. Cảm nhận đi. À, dạ. Dạ thầy. Đó đúng rồi. Dạ, em xin phép sẽ hát vài câu bài trách thân. Thân nè, trách thân nè, thân xeo cái lận đặng nè. Mình nè, trách mình nè, số phận có sao hắm hiu. Bởi thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo, nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cái nẩu rồi. Dạ. Trời ơi. Bấm hay không là quyền của các bạn. Không đồng ý, không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa gì kỳ vậy? Bấm rồi, đúng không? Dạ, bấm hết rồi. Hả? À, em trai không bấm. À dạ. Lý do tại sao em không bấm? Cái chương trình là một chương trình nghiêm túc cho nên là em thấy bạn em thấy bạn nữ thì cũng chưa có cảm động lắm. Em cảm giác bạn nữ thấy chưa đúng đối tượng đó. Có biết bao nhiêu người đang hướng về cô gái và biết bao nhiêu chàng cô gái đang hướng về chàng trai. Chúc hai em sớm sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Một mối tình đó thôi đó, một mối tình đó thôi đó hả? Một mối tình sau là ba, mối tình sau là ba. Không có nhiều ấn tượng lắm, không có nhiều ấn tượng lắm. Tìm hiểu vậy, mới tìm hiểu đi vậy thôi này, đi uống nước này kia. Rút kinh nghiệm mối tình đầu, rút kinh nghiệm mối tình đầu, không tay mối tình hai. Nhiều nhiều hơn đi uống nước, nhiều nhiều hơn nắm tay được, là nắm tay được. Có gì nữa? Có vậy thôi. Chưa có hôn luôn, chưa có hôn luôn. Chưa, chưa hôn người ta luôn, chưa hôn người ta luôn. Bờ môi này còn trinh, bờ môi này còn trinh nguyên. Hai mối tình mới có chín tháng, hai mối tình mới có chín tháng. Nói chung là trải nghiệm tình yêu nhiều, trải nghiệm tình yêu nhiều. Còn ha, gắn mới có nắm tay rồi đó, gắn mới có nắm tay rồi đó. Tôi khỏi coi sao, gái tôi khỏi coi sao nha. Hết hồn liền. Càng gái, càng gái. Mình trải qua, đừng trải qua, đừng trải qua sao nè. Kể lại nghe chút xíu coi, em là mẹ đơn thân. Em là mẹ đơn thân. Trải qua mấy mối tình. Dạ, mối tình thứ hai là cưới, mối tình thứ hai là cưới. Dạ không, mối tình đầu tiên là cưới, mối tình đầu tiên là cưới, mối tình thứ hai chứ là quen. À tức là có gia đình rồi, có gia đình ba, quen mối tình thứ hai, quen mối tình thứ hai đầu là mối tình đầu là cưới luôn rồi. Cháu chưa? Dạ con. Cháu chưa? Lớn chưa? Dạ lớn chưa? Thấy tì sao? Cũng rất là dễ thương, rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Rồi Ti thấy tự sao? Dạ, thấy anh cũng hiền, dễ thương, dễ mến. Nhưng mà tiếp xúc thời gian thì sẽ hiểu. Nói về hẹn hò đi. Tự hỏi Ti là thời gian Ti như vậy rồi như thế nào, hai bạn rồi như thế nào, hai bạn tính với nhau. Nếu anh quen em, anh có thông cảm được thời gian của em đi làm, có hiểu được cho em không? Thời gian thì mình có thể sắp xếp dạ, được. Dạ tại vì thời gian của em á, em làm từ 1 giờ đến 5 giờ sáng. 1 giờ đến 5 giờ sáng. Em về em nghỉ. Em làm phụ việc nhà cho người ta mấy tiếng. Em chỉ sợ là anh suy nghĩ là quen em có thời gian quen em nhau, có thời gian dành cho nhau rồi. Lại đổ vỡ em rất sợ điều đó. Bởi vì anh chủ nhật thì không đi làm, mình có thể là hẹn vào sáng chủ nhật cũng được. Anh làm công ty. Nên Ngọc Lan hơi bệnh hơi ho, nên cả nhà đỡ tí có ho nhiều quá. Cả nhà thông cảm. Ủa là tí trưa chúng ta sẽ ăn chung gì vậy để chúng ta chiều chung nhau vậy? Chiều cháo. Chiều là chú ăn cháo nha. Ngài Minh bên nhau. Đức tùm lum. Không, cặp nãy dễ thương, hai cặp nãy dễ thương ghê. Đây là gia đình mới. Hồi nãy hai họ cũ rồi, lấy hai họ hồi sáng. Bốn họ hồi sáng dễ thương. Quay thôi. Hỏi đang làm cái gì chú Linh đi. Làm gì?
ba rủ người đi xe đò, ba rủ người đi xe đò rồi nhúc nhúc nhát rồi kia sao tới nhát rồi bảo trì rồi sao, rồi bảo trì rồi sao. Chị thì công việc của chị thì công việc của làm ở công ty máy đang làm có đi lại nhiều, không đi lại hả, không đi lại hả, có khi nào mình tự ti không, có khi nào mình tự ti không, không không có tự ti mà không có tự ti mà đối với những gặp những bạn, đối với những gặp những bạn nữa thường thường không mình không biết phải nói gì, mình không biết phải nói gì nhát á, nhát á. Nhưng trong công việc thì cũng khá là quyết đoán, quyết đoán. Mình vào Bình Dương bao lâu rồi? Vào Bình Dương bao lâu rồi? Tự cũng được, vào cũng được 8-9 năm rồi. Bây giờ mình ở với mẹ mình tuổi rồi, bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ năm nay là 50. Mẹ có làm công việc gì không? Mẹ có làm công việc gì không? Mẹ đang làm công ty, mẹ cũng đang làm công ty. Hai mẹ con làm công ty hết, hai mẹ con làm công ty hết. Rồi bao nhiêu lâu mình về quê? Bao nhiêu lâu mình về quê lần tự? 2-3 năm gì đấy, 2-3 năm gì đấy. 2-3 năm mình có định lập nghiệp ở đây luôn, định lập nghiệp ở trong đây luôn không? Có trong có trong con đập nghiệp trong này luôn, con đập nghiệp ở trong đây luôn đúng không? Ở trong đây luôn đúng không? Mời nhà gái. Giỡn cho cố, giỡn. Rồi chuẩn bị lên sóng, lên sóng. Toshiba nhỉ? Toshiba đúng không? Toshiba đúng không? Giỡn hồi lên sóng đừng có giỡn, hồi lên sóng đừng có giỡn nha. Vẫn đội quần à, vẫn đội quần à. Đội quần là đội gì? Đội quần là bên nào đội thử con thôi, bên nào đội thử con thôi. 3, 4, 2, 3, 4, 3. Quyền Linh và Ngọc Lan rất vui, Quyền Linh và Ngọc Lan rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 và 20:30 trên kênh HTV7. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba Việt Nam, Toshiba Việt Nam nâng cao chất lượng chương trình. Chúng ta lại gặp nhau để cùng làm những cầu nối, kết nối những cặp đôi đang tìm họ. Yêu thương ở đâu? Yêu thương ở đâu? Ở chương trình chắc chắn sẽ có những mảnh ghép, chúng ta đang đi tìm, chúng ta sẽ cố gắng kết nối những ghép đó, hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn và đi đến một tương lai. Ngọc Lan cũng đang rất tò mò, không biết là cặp đôi ngày hôm nay có bấm nút hay thầy thời gian thì mình tùy giữa hai người, hai người thật sự cần nhau cần thì thời gian nhau thì thời gian là không quan trọng. Cái này anh cho em nói nha, nếu mà thời gian với nhau đến cái chuyện không nhau, đến cái chuyện tìm hiểu nhau, nếu mà hiểu nhau, thông cảm cho nhau, có thể cho em 2 năm thì có thể cho em 2 năm tại vì em phải lo cho gia đình, cha em, mẹ tại vì mẹ cha già, tại vì mẹ già phải lo rồi, em bao thấy lo, em bao hiếu sao, tại vì lúc nào em cũng nghĩ là lập gia đình thì sẽ lập gia đình, con cái cha mẹ, em phải lo trước. Anh hiểu con, có thể thông cảm được, nếu mà thì mình tiến tới thì không lui thôi, Tuy thời gian thì không quan trọng, quan trọng là hai người cần nhau hay không, cần thì thời gian là không phải là vấn đề, mỗi bên trao đổi về nhân viên quan mà chúng ta yêu thương nhau, ta có thể thay đổi tất cả mọi thứ đúng không? Bây giờ em chia sẻ, đang biết là chị Ngọc Lan biết là cái bạn gái như thế nào, Mong muốn em là cũng dễ nhìn một chút mà dễ nhìn kính trên mà biết kính trên nhường dưới, hiền lành nói nhiều em đừng có nói quá là được rồi. em đi với mẹ với em, có cô nhà luôn dạ, trai ạ. Xin chào nhà trai ạ. Chị cầm micro, xin chào hai MC, xinh đẹp và dễ Ngọc Lan, lời đầu tiên rất là cảm ơn chị, chương trình đã tạo hai chặng hết thì cái người đàn ông hết thật ra người đàn ông trong giai đoạn người đàn ông lúc đó phải thật là khôn khéo, quyển chuyển đứng về bên này cũng được, khó lắm tùy theo thôi, trai em trai đường tình duyên mình sao
có hai mối tình mà để lại cho em một ấn tượng khá là ấn tượng quen sáu tháng mà đi chơi uống nước rồi đi làm cùng mà cũng đi du lịch rồi mà chưa một lần nắm tay Bạn này không có xảy ra cái chuyện bạo lực gia đình đâu. Nhiều khi em đánh tay, Mời nhà trai. Chút xíu té rồi. Sao vậy em trai? Lên đi. Sao vậy em trai? Lên đi. Bình tĩnh. Rồi. Một chút bối rối đã làm bạn ấy vất vả. Mời em sao? Bây giờ tôi xin được phép mời nhà gái. Chào cô gái. Bạn trai giới thiệu Bình, cho nhà gái nghe luôn nha. Chào cô Linh, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn nữ, chị Lan ạ. Mình tên là Tự, hiện tại đang làm việc tại Ngọc Tự, ở Thanh Hóa, làm công việc bảo trì. Tên là Tự, thiếu lâm tự. Năm 1990. Nếu mà anh được vậy càng tốt. Cũng ngồi từ năm giờ chiều cho tới năm giờ chiều, đi đâu cũng ngồi chỗ thôi mà. Nhưng mà tiêu chí của em là không thích người ghen. Có nghĩa là phải biết luôn, em làm cái đó thì tác chuyện rất là nhiều, nên em sợ anh ghen. Quan trọng là ghen ở mức độ nào, như mình quan trọng là con người có hiểu nhau hay không. Em cứ tới đó chơi ngày nào cũng tới chỗ karaoke, lúc nào khách hát hay hai đứa vô hát. Thời gian được mà, đúng không? Có thời gian nào rảnh thì em có thể sắp xếp được. Rồi hỏi tương lai coi, nào mà con bước tới nếu mình tìm hiểu được nè. Hỏi đi Tự.
Với ai tự? Ở với mẹ. Với ai tự? Ở với mẹ. Hai mẹ con Bình Dương luôn. Hai mẹ con Bình Dương rồi. Mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái. Dạ em chào. Dạ em Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan xin lên. Xin chào. Em tên là xin chào. Em tên Võ Thị Petty. Võ Thị Petty. Em 90. 90. Em 32 tuổi. Em 32 tuổi. Em đang làm gì đó? Em đang làm công việc gì? Dạ em làm công nhân ở. Dạ em làm công nhân ở quán. Rồi bạn Petty, cái tên dễ thương. Bạn Petty sinh năm 90. Bạn Petty. Ủa tên Petty luôn ha, tên Petty luôn ha, là Trần Thị Petty không? Trần Thị Petty sao? Nguyễn Thị Petty hay sao? Võ Thị Petty hả? Võ Thị Petty hả? Dạ. Dễ thương nha. Dễ ti tự, tự ti, tự tự ti. Tự thì được, tự ti thì được, tự ti. Rồi. Nghe hai cái tên ghép lại, nghe hai cái tên ghép lại nó cũng là lạ. Rồi Tự ơi, rồi Tự ơi, Tự có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm là chăm là chăm chỉ, chăm chỉ thật, không không hút thuốc lá, không hút thuốc lá, rượu bia không còn khuyết điểm thì khá là nhút nhát và đi đi xe thì cũng say xe. Thôi không mà nhút nhát say xe nữa, nhút nhát say xe nữa. Vậy sau đi bảo gì sau? Tự có gọi là ở chung với mẹ nè, ở chung với mẹ nè. Chắc chắn mẹ nói gì phải nghe, chắc chắn mẹ nói gì phải nghe rồi đó. Nhưng mà mẹ đúng không? Mẹ nói gì thì mẹ nói gì, nhưng mẹ nói đúng theo mà nghe, mà sai thì nghe, mà sai thì giải thích cho mẹ nói, mẹ hiểu được như thế này là như thế này, theo bạn nữ nói như vậy, mẹ do mình ở với mẹ, nhưng việc không phải là phải nghe theo mẹ, cũng phải nghe theo mẹ. Có thể quyết định cái gì mình có thể quyết định được là mình tự mình quyết định, không phải là mình bám theo mẹ, là mình bám theo trong mẹ. Kinh tế mình vẫn độc trong lập. Kinh tế mình vẫn độc thật lập ra là mẹ thật nói ra là mẹ nói gì cũng phải nghe, những vấn đề mà những vấn đề mà làm ăn quyết đoán thì mình làm ăn quyết đoán thì mình cũng xin ý kiến mẹ thôi, xin ý kiến mẹ thôi. Nhiều khi mẹ nói không nghe thì cũng đúng, mẹ nói không nghe thì cũng đúng. Mẹ là người sinh ra mình, mẹ là người kinh nghiệm ra, mẹ nói cũng ra, mẹ nói thảo cần phải tham khảo rồi bàn cùng với mẹ, chứ phải là không nghe, không phải là không nghe. Có điều mà người yêu mình, có điều là người yêu mình thì hỏi ý kiến mẹ thôi, nhưng nếu mà yêu mẹ thôi chắc chắn mẹ yêu cho thôi, chắc mẹ sẽ cho thôi. Ý bạn gái nói là yêu mà hỏi trong tình yêu mà không cho, không lấy luôn là không cho, không lấy luôn là không được, đúng không em gái? Đúng không em gái? Dạ. Hoặc là khó nhất là cái người đàn ông chính giữa đó, ở chính giữa, bên là mẹ một bên là mẹ, một bên người nào bên tranh phần đúng nào mình. Gửi tặng em chậu hoa này. Dạ em cảm ơn rất nhiều, em cảm ơn. Đây cũng là loại hoa em rất thích. Đây cũng là loại hoa em rất thích. Em cũng có món quà, em cũng có món quà em tặng. Cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Năm nay em đến với chương trình, cũng có món quà nhỏ nhỏ để tặng cha, đây cũng nghĩ đây món quà này để cho anh nhớ suốt đời, Dạ dạ thương, Món quà mà nhớ suốt đời, Dạ có nghĩa là đi lúc, để đi lúc nào xịt lên, để thơm, xịt lên lúc nào cũng nhớ tới người mình thương, Cảm ơn, Đọc thơ, Ừ. Hôm nay đến với chương trình, xin phép tặng đến chương trình, một bài thơ do em chế ra. Hôm nay đến với, hôm nay đến với hẹn hò, mong ông bà mối, đưa tôi qua đò, sông sâu, sông rộng, sông xanh vẫn đứng mong manh. Đúng rồi. Dạ anh làm công ty thì anh làm công ty làm đó, nhưng mà em làm đó là nhưng em được nghỉ buổi sáng, anh cũng dạy nha. Công việc của bạn này á, tối thứ bảy, tối thứ sáu, tối thứ bảy rất là nhiều, làm việc karaoke, bởi vì karaoke vào cuối tuần sẽ đi vào cuối tuần rất là nhiều, làm hầu như là làm hầu như là thâu đêm, nên là nói thiệt là chị Lan cũng đang lo lắng về cái việc hẹn hò của các bạn. Cô này là chỉ được nghỉ buổi sáng là cô phải ngủ. Khổ vậy đó, nên hai bạn phải tính thật là kỹ, nhưng mà không sao, yêu nhau thì như thế, hy sinh và thể nhận nhau, đi làm về năm giờ, chiều sáng hướng em đúng rồi, karaoke ngồi ăn khổ, cái này là em nấu ăn ngon á, Rồi anh rất thích những người mà nấu ăn ngon đấy. Ví dụ như nè, chiều em sẽ làm về cổ, em dẹp dùm cho cổ, nhìn người yêu chút xíu, lâu gần về ngồi đó, phụ tiền mà phụ gì có khó nè, là
bạn này thì làm ban ngày, bạn này thì làm ban ngày, em thì làm ban đêm, em thì làm ban đêm, gặp nhau sao, người gặp nhau sao? Buổi sáng nếu mà gặp nhau thì buổi sáng nhau thì buổi sáng đi ăn uống cà phê, chưa về. Chưa chưa về em làm tới 5 giờ dạ, em làm tới 5 giờ dắt dạ, thức của em giờ dắt nó em thức của em tại vì sáng em phải đi tại vì sáng em phải đi dọn dẹp nhà cho người ta đi dọn dẹp thêm một chớp nữa hả thêm một chớp nữa hả dọn dẹp không ví dụ như có một sự thay đổi nào đó em có thể thay đổi được không tại vì công việc đó em làm lâu công việc đó em làm lâu lắm rồi lương của em rất là ổn định cũng hợp lý còn em trai ví dụ bây giờ có một công việc nào đó bà xã xin được vô quán karaoke đi vô quán karaoke để em có thể làm cái công việc gì đó bảo kỳ gì đó bảo kỳ gì ở trong làm karaoke giờ bà xã lúc bây giờ bà xã có thể thay đổi được không công việc thì nó không quan trọng công việc thì nó quan trọng lắm quan trọng tình cảm nhau như thế nào dành cho nhau như thế nào được đó suy nghĩ vậy đó suy nghĩ vậy đó dạ dạ cái ưu điểm khuyết điểm đó cái ưu điểm khuyết điểm ưu điểm của em á là ưu điểm của em á là không thích mẹ ông mà thích người đàn ông bấm với mẹ bấm với mẹ biết đón hay là mình phải biết đón biết bảo vệ em thì biết đón em thì công việc gì em đã biết công việc gì em đã biết là nó thành công xong rồi em xong rồi em cảm thấy là mình mới nghĩ là cái chuyện này người rất là mạnh mẽ và độc lập sao nhà gái nói gì nghe không rõ gì nhà gái nghe không rõ bám vai mẹ là gì bám vai mẹ là gì bám với mẹ không thích đàn ông này rất là mạnh mẽ này độc lập đàn ông muốn người ta bám với mẹ người ta bám với mẹ người ta theo mẹ thương yêu coi theo mẹ đỡ làm chứ đỡ làm chứ không được như vậy là bảo vệ được người mình không thương không có bảo vệ được người mình thương hai chuyện nó khác nhau mà bám với mẹ với bảo vệ bám với mẹ với bảo vệ người mình thương khác sao tại vì nhiều khi như vậy cái mẹ nói như vậy nghe cái mẹ nói gì thì nghe cái người mình thương nói cái người mình thương nói điều đó giống như là nói cái điều đó nó lơ rồi không nó lơ rồi không có được chung tiếng nói người có được chung tiếng nói thì ra là như vậy ha đợi chờ bây giờ giây phút bây giờ giây phút thiêng liêng sao em không bấm sao em không bấm còn chờ đò ai dễ thương quá như một lời tỏ tình đó là tự sáng tác rồi đó hai người trò chuyện đó. hai người không tặng bó hoa mà là tặng chậu hoa không em nghĩ là em sẽ cứ nghĩ là em sẽ đi ra nghĩ là tưới hoa tưới nước cho nó tưới hoa tưới nước cho nó anh sẽ nhớ tới anh mỗi ngày bởi vì một bó hoa thì một bó hoa thì chậu hoa thì còn chậu hoa nó không bao giờ tàn được nó không bao giờ tàn được tình cảm của anh cũng vậy nói chung hoa tàn nhưng mà trong tim không bao giờ trong tim không bao giờ tàn trong tim đó không bao giờ tàn người đó không bao giờ tàn cảm ơn kiểu em là nhát cũng không biết thể hiện tình cảm của mình thể hiện tức là hai cặp hai cặp đi chơi cùng nhau đúng rồi cặp bên kia có nắm tay không hai phòng khác nhau mà không cũng không hai phòng là hai bạn nam một phòng mà hai bạn nam một phòng kể với anh cùng làm anh bảo là người ta nghĩ mày là không có nói quá đúng không chắc chắn là đàn ông thêm trong tình yêu như thế nào là để được hạnh phúc đàn ông không bạo lực phải biết thấu hiểu người không sống ngoại tâm có ngoại tâm gì mình phải nói với nhau để hiểu nhau hơn như em anh em như thích em anh cái đó thì em sẽ nói đi cái đó thì anh sẽ nói em anh sẽ nói anh thích em tại vì nói nếu mà tại vì sống nội tâm mình không sống nội tâm mình không nói bên đó phương sẽ không biết là bên đó phương sẽ không biết là mình đang làm cái gì mình đang giận hờn hơn ghét cái gì đúng vậy theo anh cũng vậy đó là sự chia sẻ đấy sự chia sẻ và chia sẻ chân thành thấu hiểu em thì luôn cả em, luôn cả người đàn ông, luôn cả em, phải là tôn trọng hai bên, cha mẹ, mình đều tôn trọng.
thừa tương lai hai bạn thừa tương lai hai bạn xong nếu mà hai bạn tiến nếu mà hai bạn tiến tới hai bạn sẽ thì hai bạn sẽ sống ở đâu tính hết những cái vấn đề hết những cái vấn đề em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn cái này thì có thể là thương lượng giữa hai người ấy. Em hiện tại thì bây giờ cũng đã mua nhà ở Bình Dương thì, cái đó thì sau này tính tiếp. Bình Dương, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng xa đâu có đâu cũng được. Bình Dương ở đâu cũng được. Bình Dương là ở huyện nào? Ở bên Thuận An. Thuận An, cũng giáp với quận 12. Là mình lên ở nhà trọ, đúng không? Lâu lâu về thăm con là 4 tháng. Công việc quen thời gian. Dạ, kiếm nhiều lắm. Cũng vất vả đó. Chồng bạo lực, người chồng bạo lực, chung là chuyện gì, nói chung là chuyện gì, đau đau ở đó, chúc lên đồng vợ mình, chuyện ông nội, chuyện ông nội, chia tay, em đi làm, đi ca đi mất, có thời gian, không có thời gian nên người ta chia tay quen người khác. Em ơi, gần đây, quan trọng là mình sống có hiện tại, và nếu có con gái em cũng có trẻ con, 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 em c
quay và trong trường quý vị quay khán giả và quý vị khán giả đang nhỏ xem ảnh ảnh nhỏ. Tôi là mẹ của cháu Tự. Cháu Tự thì cũng là người hiền lành và thật hiền lành và thật thà, siêng năng chăm chỉ, về cháu gái bên này thì cũng thấy bên này xinh đẹp, thấy xinh đẹp dễ thương, và cũng thấy hiền lành. Đến với chương trình hôm nay thì cũng mai cô Lâm tạo cho nhau cơ hội tiến xa hơn, rất cảm ơn chương trình. Nhà trai có ngại gì khi nhà gái không được một cháu? Dạ không ạ. Đối với tôi thì có thêm người là cũng thêm niềm vui và tiếng cười ạ. Dạ. Cảm ơn nhà trai rất nhiều. Gái đi với ai? Đi một mình. Rồi không sao, có chuyện Ngọc Lan. Thôi thì bây giờ cho hai bạn gặp. Mở rào đi. Bắt đầu đi tự. Tấn công em. Hôm nay mình đến với chương trình.